Quý vị và các bạn thân mến, theo các nhà phân tích, giá vàng thế giới tuần này đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng là 1.800 USD trên một ounce. Điều này đã khiến cho kim loại quý có nguy cơ phải đối mặt với một đợt bán tháo mới. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất phiên giao dịch cuối tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận trên sàn giao dịch điện tử Kitco, giá vàng thế giới giao ngay tuần qua biến động liên tục quanh vùng 1.780 USD trên một ounce. Trong đó, giá đỉnh ghi nhận tuần này đạt 1.795 USD trên một ounce và giá đáy là ở mức 1.770 USD. Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá vàng thế giới chỉ tăng khoảng 0,3 USD trên một ounce so với phiên liền trước và đóng cửa tuần ở mức 1.780,5 USD trên một ounce. So với cuối tuần trước, giá kim loại quý hiện cao hơn 1 USD. Trong tuần vừa qua, thị trường vàng thế giới trải qua tuần giao dịch sôi động, trong khi đó, thị trường vàng trong nước lại tương đối trầm lắng khi hầu hết các doanh nghiệp đều phải đóng cửa để thực hiện quy định giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COVID-19. Với thị trường vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch tuần này, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC hai chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt ở mức 56,45 cho đến 57,15 triệu đồng trên mỗi lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức là 56,25 cho đến 57,85 triệu đồng trên lượng. Tại tập đoàn Phú Quý, niêm yết giao dịch ở mức 56,60 cho đến 57,60 triệu đồng trên lượng. Hệ thống P&G niêm yết ở mức 56,45 cho đến 57,20 triệu đồng trên lượng. Riêng bảng giao dịch điện tử của Bảo Tín Minh Châu vẫn tiếp tục đứng giá từ nhiều ngày nay. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 56,90 cho đến 57,52 triệu đồng trên lượng. Vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long không có biến động và giao dịch ở mức 5.151.000 cho đến 5.221.000 theo hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng trang sức giao dịch ở mức 5.075.000 và 5.185.000 theo hai hướng mua vào và bán ra. Hiện tại, chênh lệch giá bán vàng trong nước và thế giới hiện cũng duy trì ở mức cao. Giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt Nam hiện ở khoảng 49,2 triệu đồng trên lượng, như vậy thấp hơn giá vàng trong nước 8 triệu đồng trên lượng. Vậy thì ở thời điểm này, yếu tố nào cho thấy vàng sắp phải trải qua một đợt bán tháo mới? Theo các nhà phân tích, vàng không thể phá vỡ mức 1.800 USD trên một ounce khiến kim loại quý có nguy cơ phải đối mặt với đợt bán tháo mới. Cụ thể, theo nhà môi giới hàng hóa cấp cao của LGO Future, Daniel Pavilonis cho biết, mặc dù vàng đã nhanh chóng ổn định trên 1.700 USD trên ounce sau một đợt sụp đổ nhanh chóng ở tuần trước, nhưng kim loại quý chưa đủ hỗ trợ để có thể đưa giá lên mức cao hơn. Theo nhà môi giới Pavilonis nói, vàng đang nằm ngay trên đường xu hướng giảm và có thể tiếp tục giảm giá. Không chỉ vàng, bạc cũng đang ở mức thấp và tôi nghĩ vàng sẽ bắt đầu theo sau bạc. Đợt giảm tiếp theo, vàng có thể dừng chân ở mức 1.670 USD trên một ounce. Sự kiện chính trong tuần tới là hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson-Hole. Với cuộc khảo sát giá vàng tuần này, trong 15 nhà phân tích phố Wall đã tham gia vào cuộc khảo sát thị trường vàng của Kitco News, có 7 người tương đương 47% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Số các nhà phân tích dự báo giảm và trung lập bằng nhau, cùng thu được 4 phiếu là 27%. Trong khi đó, cuộc khảo sát các nhà đầu tư bán lẻ trên phố Main, trong 930 phiếu thu được, có 428 người được hỏi tương đương với 46% vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 334 người khác tương đương 36% dự báo giá vàng giảm, trong khi 168 người khác, tương đương 18% cho ý kiến là trung lập. Theo Giám đốc Kinh tế Quốc tế James Carnegie của LNG nhận thấy, cuộc thảo luận tại hội nghị có tiêu đề là chính sách kinh tế vĩ mô cho một nền kinh tế không đồng đều, nhưng trọng tâm chính của các thị trường sẽ là các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Fed đang nói về việc cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng, điều này có thể dẫn đến tình trạng bán tháo đối với vàng và gây ra một số vấn đề cho thị trường chứng khoán. Sắp tới, Fed có khả năng không muốn thắt chặt chính sách tiền tệ quá nhanh, đặc biệt là với rủi ro biến thể Delta đang gia tăng. Theo nhà môi giới Pavilonis lưu ý, sự lây nhiễm của biến thể Delta tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu dữ liệu vĩ mô tiếp tục cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ gia tăng mạnh mẽ, tôi nghĩ Fed sẽ phải ngừng chính sách tiền tệ lỏng lẻo, điều đó có thể khiến cho USD mạnh lên và kéo giá vàng đi xuống. Theo chiến lược gia trưởng Barrett Malik của TD Securities thì nhận thấy tất cả sẽ phụ thuộc vào khía cạnh việc làm trong nhiệm vụ kép của Fed. Ngân hàng Trung ương sẵn sàng bỏ qua lạm phát cao hơn dự kiến để đạt mức tăng trưởng việc làm cần thiết. Ông Barrett Malik cho hay, không ai thực sự hào hứng với dữ liệu kinh tế Mỹ, chúng tôi đã thấy doanh số bán lẻ
một phần nào đó là một chỉ hướng tới tương lai thấp hơn so với kỳ vọng. Nền kinh tế Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại tất cả số việc làm đã mất và tình huống này không phải dễ dàng đối với Fed. Tuần tới, 1.800 USD trên ounce vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh. Ông Pavlovich nói vàng cần quay trở lại trên 1.800 USD để xoay chuyển con tàu này. Nếu không thể làm được điều đó, kim loại quý có thể bắt đầu quay trở lại mức 1.670 USD trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin tổng hợp tại thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch cuối tuần này để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Hà Nội mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.625.000, bán ra 5.785.000. Doji Hà Nội mua vào 5.625.000, bán ra 5.785.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.645.000, bán ra 5.720.000. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.760.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.665.000, bán ra 5.720.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.645.000, bán ra 5.705.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Nha Trang mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Cà Mau mua vào 5.645.000, bán ra 5.717.000. SJC Bình Phước mua vào 5.643.000, bán ra 5.717.000. SJC Huế mua vào 5.642.000, bán ra 5.718.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Miền Tây mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.645.000, bán ra 5.715.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.647.000, bán ra 5.720.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.070.000, bán ra 5.150.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.020.000, bán ra 5.120.000. Vàng 24K mua vào 4.939.3.000, bán ra 5.069.3.000. Vàng 18K mua vào là 3.655.4.000, bán ra 3.855.4.000. Vàng 14K mua vào là 2.800.3.000, bán ra 3.000.3.000. Vàng 10K mua vào là 1.950.3.000, bán ra 2.150.3.000. Phần cuối cùng của bản tin này, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin tại thị trường tỷ giá ngoại tệ trong nước. Tỷ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.166 đồng trên USD, như vậy tăng 21 đồng cho mỗi USD so với cuối tuần trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch phổ biến quanh mức 22.715 đồng trên 1 USD ở chiều mua vào và 22.915 đồng trên USD tại chiều bán ra. Như vậy giảm 15 đồng cho mỗi USD so với cuối tuần trước. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.